chỗ mà mai mai thầy mình đi cho tới, nếu mà trời được thì Dạ. mình trời Phật mà độ hộ với mình được thì mình khỏe, mình chị em đi, mấy Dạ. em không đi tôi đi. Dạ. Vậy em không đi. Bác nghe người ta nói mà bác đi đó ông bà cô bác. Còn nhiều người ta coi người ta không đi. Mà bác Đúng ra thì nghe. mấy chị thì cũng hơi sợ, rồi sợ lên Dạ. mạng này Đúng, dạ đúng nọ rồi. vậy đó, Dạ. rồi mấy bà cũng sợ, là sợ nói vậy mà không biết hết á, có Dạ. này không. Dạ. Tao nói trời ơi mấy chị nói vậy chứ người ta hết ta mới lên mạng, chứ không hết ai lên mạng chi, ai Dạ. câu mail câu móc gì làm gì. Dạ. Thôi giờ mình đau nhất thôi kệ, mấy bà không đi tôi đi. Dạ, bác lên đây bác thấy thực tế luôn ạ. À. Dạ. Nãy giờ Đi. trời đi quần quận đi kiếm hỏi xong tùm lum. Dạ. Dạ, Khánh Nguyễn và Phong Nguyễn và đại gia đình xin chào ông bà cô bác luôn. Dạ, hôm nay có bác ở Cần Đước hả bác? Được. Dạ, cho con xin phép quay hình bác giúp hả? Dạ. Dạ, cho bác cho con hỏi là bác tên gì ở đâu ạ? Nguyễn Được ở Cần Đước, ở Tân Ân, Cần Đước Long An. Dạ. Rồi sao bác biết bên bài thuốc bên con ạ? Cũng anh em trong họ đạo rồi coi điện thoại đó, rồi người Dạ. ta nói, chứ còn đúng đâu mình xài điện thoại nhỏ không 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 rành. Dạ. Dạ bác là điện cho bên Khánh Nguyễn mà không được hay sao bác? Có điện mấy đây mà Dạ. sao chú Khánh không không trả lời. Không trả lời. Dạ bác hôm nay bác tự bác đi xuống luôn, bác kiếm sáng giờ bác. Rồi sáng giờ À. hồi đó là điện hồi qua kia là có số hỏi về chú Khánh là số Dạ. 07 á, đúng Dạ. chưa, Dạ. mà sao không không theo theo hoài không không, không bắt máy. Dạ. Tại vì ông bà ông bác cũng thông cảm, Khánh Nguyễn và Phong Nguyễn mà đi bên những cái thiện nguyện đó, rồi làm công chuyện, rồi lúc mà quay hình sẽ không có nghe điện thoại được, cũng mong ông bà của bác thông cảm cho Khánh Nguyễn và Phong Nguyễn ạ. À. Dạ, bác cũng thông cảm giùm con nha Đâu bác. có gì. Bác cũng đi kiếm từ sáng giờ, bác nói là bác đi kiếm từ sáng giờ mà đã gặp được, cũng xuống để kiếm anh Khánh đó, nhưng mà anh Khánh này đi sáng sớm là anh đã đi làm rồi ông bà của bác, chỉ có sáng chủ nhật á, thì anh ở nhà. Dạ. Mà bác nói là tại chủ nhật bác có công chuyện cho nên bác đi vào việc thứ bảy. Sáng nay đi Dạ. Khánh Thành rồi Dạ. mới đi. Ở nhà là bác với lại ai nhất ạ? Tôi với bà xã À? Dạ. Bác gái nhất lâu chưa bác? lâu rồi, cũng Dạ. năm 10 năm trở lại đây. Dạ. Thì hiện tại bác gái đang uống thuốc gì ạ? Hai bác luôn. Uống nhỏ con gái nó mua loại thuốc gì viên 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 cũng mình không rành, quên quên đó. Dạ. Rồi bác uống thấy sao bác? Sao uống sao nó cũng bình bình hoài, nó không không hết, nó không hết. Dạ. Là bác cũng bị bao lâu lâu rồi? Trời ơi, tôi giờ hai cánh tay thì quỳ nó đau hơn dặn luôn quần nè. Dạ. Chứ không nói. Dạ. Thì bác ở nhà bác có coi, bác cũng nghe người ta nói thôi chứ bác chưa coi Đúng bên ra con ạ. đúng ra thì nghe mà anh em bạn là đi chùa đó nói thôi. À. Thế bác chưa coi bên Khánh Nguyễn ông bà của bác, chỉ có nghe nói rồi bác đi nặng nội bác đi kiếm. Nghe thôi đó, chú Khánh Nguyễn rồi Phong Nguyễn gì ở Dạ. vô vô Trong đồng ạ. trong đồng gì đó chạy không được. Dạ. Đúng ra chạy không không phải là chạy không được, nhưng mình không quen chạy. Dạ. À, bác nói là bác cũng chưa có coi kinh Khánh Nguyễn và Phong Nguyễn, nhưng mà bác đi chùa thì nghe những người trong chùa cũng nói bác, nhưng mà bác lúc bác đi thì rủ này các chú các bác này không đi hả bác? Đúng ra thì rủ ổng con anh rồi, ổng nói ổng đi giờ xe 4 bánh, chứ còn nếu hai Dạ. bánh ổng đi không nổi. Rồi nó đúng ra nó mình chưa biết chỗ mà đi 4 bánh, không biết vô đường hẻm này nọ có Dạ. được hay không thôi. Dạ. Mà đến Dạ. bữa nay tôi chạy lên tôi đi kiếm ruộng thử coi sao. Dạ. Cũng mong sao là bác lấy thuốc vì bác hợp thuốc. Rồi cũng mong sao là gia đình bác là hết bệnh. À, để cho bác đi chùa nhiều nhiều chút. Dạ. Trời ơi, đi vô nhà hành đạo rồi đi hoài xíu Nguyễn ơi. Dạ. Đi gì đâu mà đi mỗi ngày, ngày Dạ. nào cũng đi. Ngày nào bác Một cũng đi tháng là chùa nó hết. xin lỗi ở nhà chừng 5 7 ngày à, chứ không nhiều. Dạ. Mà bác nhất vậy mà bác cũng đi Cũng nhiều vậy ráng chứ hả? sao giờ đi, người ta mời đi Khánh Thành đi mà Dạ. đây đi đó thì họp hiểu rồi phải đi, chứ Dạ. mình cũng phải ráng chứ đâu có ở nhà được. Dạ. Dạ bác có uống thuốc giảm đau gì không bác?
thì có uống đó mà không biết nhỏ gái mua cái loại gì mình không quên để hiệu thuốc. Dạ. Để con vô con rót cho bác một một miếng ha, để cho bác uống, để lấy tay phục dược, bác về bác nhanh hết bệnh nha. Dạ, bác uống nước đi bác. Dạ. Mới cũng đã ngồi lần này họ hỏi xong rồi thôi, vô Dạ. mình uống nước rồi mình hỏi nặng hỏi xong, mình hỏi xong không kỳ quá. Dạ. Thơ này Dạ, uống ngon hả ngon. bác? Uống ngon, bác đâu uống ngon. Dạ. Cái này bác mà bị bệnh á thì ngày bác uống ba cữ nhiêu đó giùm con ha, mỗi lần là nhiêu đó đó. Dạ, nửa ly uống rượu á bác. Tôi cũng có bỏ thuốc trên thành phố, trên thượng lan là lão ông đó, Dạ. mà uống xong Không hết hả bác? rồi đó giờ uống còn nó tính ra còn 6-7 tháng rồi đó. Dạ. Vợ nhà còn ngâm 5 lít mà giờ còn vẫn chiếc ra bình còn 2 lít mấy 3 lít gì đó, mà uống nó cũng sao nó cũng thấy cũng vậy hoài. Dạ. Bà bác uống cái gì, cái thuốc bên con bác thấy cảm nhận như thế nào ạ? Không nghe uống là thuốc thuốc này uống thấy nó hơi làm hơi nhẫn nhẫn cái hậu nhẫn. Dạ. Rồi bác nếu mà bác uống mà bác thấy nó bớt giờ bác giảm nhất giờ thì bác uống ngày 2 cữ giùm con ha. Rồi khi nào bác hết luôn hoàn toàn khỏe giờ thì bác uống ngày 1 cữ thôi ạ. Khi nào đi ngủ thôi bác hãy uống. Dạ, tại vì mấy cái này nó sẽ bác uống duy trì giùm con ha. Dạ, cái này nó cũng không có tác dụng phụ gì hết. Đây ông bà của bác có công thức ấy hết. Cái này mình có ngâm sẵn không thứ ba Khánh hả? Dạ, không ạ, bên con sẽ hỗ trợ mua giùm cho bác thôi ạ. Là nhiêu ra nhiêu chi phí thì bác gửi lại. Dạ. Đúng rồi Dạ, giờ còn cái thuốc nước thì bên con tùy lòng bà con gửi nhiêu thì bọn con sẽ nhận nhiêu. Nhiều thì bọn con sẽ ngâm nhiều, mà ít thì bọn con sẽ ngâm ít. Dạ, vậy đó, chứ bên con không có kinh doanh bác. Dạ. Bác uống vô là bác thấy nó chạy khắp người bác ạ. Dạ. Chạy. Dạ, tại vì cái mấy cái này để con bác chia sẻ cho bác biết luôn là cái bông ngò gai á nó sẽ chữa mình, chữa về cái gai cột sống. Dạ. Còn cái lá ngũ trảo nó sẽ lành vết thương cho bác. Cái thuốc cứu nó sẽ giúp bác giảm đau. Dạ, còn cái nghệ thì nó sẽ hỗ trợ cái bao tử cho bác. Tại bác uống rượu vô á, nó sẽ hỗ trợ. Dạ, bên con có hết công thức. Cái đơn quy nó sẽ giúp bác thông máu và bổ máu ha, nó sẽ giúp bác tuần hoàn máu luôn. Dạ. Còn rượu thì bỏ vô đường được có đường phèn nó sẽ dịu lại. Dạ. Bên con sẽ không có mua đường phèn nha bác. À, Dạ. có cái không có ông anh bạn ảnh có coi cho mình coi cái lúc Dạ. của chú Khánh này làm thì có thấy biết rồi. Dạ. Nhưng mà tại mình không có điện, mình không có điện thoại mình Dạ. coi, mình không có thường. Dạ. Bác về bác mở lên tivi cũng được bác. Bên tivi mà bên YouTube á. Dạ, thì bác thấy mai mốt bác coi và bác coi bác luôn. Dạ. Vậy là nói vậy là nhờ chú với thím để cho phần Dạ. mai mai thầy mình đi cho tới rằng coi nếu mà chờ được thì mình Dạ. trời Phật mà độ hộ cho mình được thì mình khỏe mình chị em đi, Dạ. em không đi tôi đi. Dạ. Vậy em không đi. Bác nghe người ta nói mà bác đi đó ông bà cô bác. Còn người ta coi người ta không đi. Mà bác Đúng ra nghe. thì mấy ông mấy chị thì cũng hơi sợ, rồi sợ lên Dạ. mạng này Đúng, dạ đúng nọ rồi. vậy đó, Dạ. rồi mấy bà cũng hơi sợ, là sợ nói vậy mà không biết hết á, có Dạ. này không Dạ. nó nói trời ơi mấy chị nói vậy chứ người ta hết ta mới lên mạng, chứ không hết ai lên mạng chi, ai Dạ. câu mail câu móc gì làm gì, Dạ. thôi giờ mình đau nhất thôi kệ mấy bà không đi tôi đi. Dạ, bác lên đây bác thấy thực tế luôn ạ. À. Dạ. Nãy giờ trời đi quần quận đi kiếm hỏi xong tùm lum. Dạ. Con cũng mong sao là bác về bác hợp thuốc, bác hết mau hết bệnh nha bác. Dạ, con chúc hai bác là luôn luôn một mạnh khỏe, đại gia đình mình luôn được bình an luôn. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Thấy mấy ông coi phim thôi, có chú Phong Nguyễn gì đó cũng đi Dạ. Thì đi giúp những quỹ hoàn mà. cảnh khó khăn ạ. À. Dạ. Còn anh Khánh thì ở nhà giờ sẽ hỗ trợ bà con ấy thuốc. Dạ, giờ những quay những hoàn cảnh khó khăn gần. Dạ.
Tôi tính lên là có gặp khi nào gặp chú Phong Nguyễn hay chú Khánh Nguyễn gì đó. Dạ. Ở dưới tôi cũng có cái thành phần cũng khổ lắm. Dạ. Có nhỏ đó là hồi mới sanh ra có mấy tháng nào bệnh, tới giờ nó là ba mấy tuổi mà nó không có nằm mẹp, không Dạ. nó không có cửa quậy gì được hết, đục Dạ. ăn rồi ôi nước nuôi rồi đá dễ gì đó Ba mẹ lo ạ. cha ba mẹ nó lo, rồi nay tới mẹ nó bị tai biến nằm chỗ nữa, À. giờ còn có nhỏ gái đi làm công nhân nó nuôi nuôi đó bậy bạ vậy. Dạ, vậy có gì thì bác quý vị bác liên hệ với anh Khánh ha, hoặc với này hoặc là Phong Nguyễn sẽ họ hỗ trợ cho. Dạ, để anh Khánh và Phong Nguyễn có gì sắp xếp hỗ trợ cho hoàn cảnh đó nha bác. Xuống gặp bác. Có gì tối khoảng tầm bác mà muốn điện cho anh Khánh khoảng tầm 8 đến 9 giờ thì bác điện được, chứ ban ngày là hơi khó. Dạ, hơi khó. Dạ. Chúc cho chú kiếm được giờ giờ sức khỏe, giờ làm ăn phát Dạ. đạt chú Khánh. Dạ, con thay mặt gia đình cũng Thôi cảm ơn bác nhiều tôi luôn. cũng xin phép Dạ, chú chào bác gì? có bà Dạ. xã bà cũng trong ngón bả không không Dạ. biết là lên kiếm được hay không, Dạ. nó lấy kiếm ở mà bằng được chứ sao được. Dạ. Bác cũng thông cảm cho anh Khánh bên con ha, Khánh Nguyễn Phong Nguyễn tại bận quá bác cũng không nghe máy kịp á. Dạ, có gì bác cũng đừng buồn nha bác. Rồi đâu có không Dạ. bệnh đau phải ráng cho đi Dạ. kiếm chứ. Dạ. Thôi vậy cảm ơn Dạ, hai ông rồi bà. bác gì bác về bác khỏe à. Bác Dạ về bác dạ. cho bác gái uống luôn nha bác. Dạ dạ dạ. Dạ. À, bây giờ Thôi bác vậy đi xin phép về. bà tiếp. Dạ, bác về khỏe. Ủa đây, đây đi ra đường đó Dạ, đi đây trở luôn. ra luôn Dạ, đó đúng chứ. rồi, có cổng duy nhất rồi bác. Dạ. Dạ. Có nó đi hồi nãy hỏi thăm đi vòng dưới này đi lên. Dạ. Rồi giờ đi ra đó ra quốc Từ lộ ra luôn. quốc lộ 1A. Dạ dạ. Dạ, bác đi đằng đây luôn. Bác ghẹo ra luôn. Dạ. Bác gì chạy từ từ bác gì. Dạ. Để con xách cho bác xách rồi. Bác bị nhức mà bác cũng xách nữa. Đây ông bà cô bác. Dạ bác lấy chân bác kẹp này được rồi bác. Dạ. Bác đeo, bác đội nón bảo hiểm đi. Dạ. Có gì chưa về bác cho bác gái uống luôn. Dạ. Dạ, Ôi dạ bác gì. vậy cảm ơn em. Dạ. Rồi một lần nữa Khánh Nguyễn và Phong Nguyễn và đại gia đình xin chào ông bà cô bác luôn. Chúc ông bà cô bác luôn luôn được bình an trong cuộc sống luôn ạ. Và hẹn ông bà những clip sau ạ. Dạ bác chạy từ từ ạ. Dạ. Dạ chào ông bà cô bác luôn.